Mới nhận kèo ép kính nha anh em. Rumi 5 bề kính đây. Tiến hành ép con này nha anh em. Thank you.
test lại nha anh em, test lại trước khi là lắp kính ha. Ok nha anh em, chuẩn ha. Thì chỉ việc lắp kính là xem phim ha. Cần chỉnh cái kính này cho nó trúng cái màn trong này. Lâu sạch lại. Kính rồi nha anh em. Kính thì mình đã dán keo trước rồi nha. Giờ chỉ việc lột vào là ép. Cực sạch mới được nha anh em. Cực kỳ nha. Rồi. Xong vô đẹp như thế này, ép nó xong. We'll be right back.
Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi quan tâm video mình nha. Thân ái chào cả nhà nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Đây tí mình quấn cao su với lại mình dán nắp nữa là xong nha anh em. Chào anh em nha.